Hello guys, chào các bạn đến với kênh YouTube của Duy. Tada! Hôm nay Duy có cơ hội để trải nghiệm và review cho mọi người chọn bộ sản phẩm Lumeru. Trời ơi, cái màu hồng bách theo tiên thật sự. Thì cái này thì nó có một số những cái chiết xuất để chống oxy hóa, chống già và rất là phù hợp cho những bạn nào mà kiểu không có rành skincare mà kiểu độ tuổi lớn và da lão hóa. Thì nói chung là nên tìm hiểu về brand này. Thì bây giờ Duy sẽ phân tích thành phần như mọi khi và những cái quan điểm và trải nghiệm của Duy. Cho nên nếu bạn nào thật sự enjoy cái moment này, thật sự là cảm thấy có một chút trầm đón với Duy đó, thì cùng coi Duy hết clip này nha. Lumeru là một cái brand skincare của Hàn Quốc với cái slogan là Love Me More. Trời ơi, cái này rất giống cái tôn chỉ cuộc sống Duy nha, yêu bản thân của mình đó. Cái brand này là brand mid-end, tức là giá sản phẩm thì cũng không có cao quá, nói chung là gọi là bình dân, mà dành cho những bạn nào mà gặp những cái vấn đề về chống lão hóa mà rất là phổ biến ở hàng luôn. Sản phẩm của brand này với một điểm đặc biệt là họ tiên phong trong những cái vấn đề là kiểu cấp bằng sáng chế vì những cái thành phần đó độc quyền, mà một trong những cái đó là nấm truffle. Thì bạn nào cũng biết nấm truffle là một cái nấm mà kiểu nó mọc ở dưới, tức là nó không có mọc, nó mọc ở trên đất nhưng mà nó không có mọc trâu lên mà nó nằm ở dưới đó. Và mỗi lần mà kiểu đào nó là phải kiểu có dùng những cái con vật mà có khả năng đánh hơi để có thể đào nó lên, lấy nó lên được và có thể để chiết xuất nó ra. Và đặc biệt là truffle thì các bạn biết 1% của nó thì có nghiên cứu so sánh với việc là sử dụng vitamin C và đem lại cái hiệu quả chống oxy hóa cũng như là kiểu ngăn chặn cái tác nhân gọi là gây mắc gốc tự do. Nói chung là khá là healthy và balanced cho những làn da nào gặp những cái vấn đề về lão hóa, nám da, sạm màu. Nói chung là những cái bạn nào mà tầm 25-30 trở lên mà gặp nhiều những cái vấn đề về lão hóa hay là sạm màu da thì nghĩ là mọi người thử tìm hiểu về cái brand này, xem coi là cái routine của mình nên chèn vào sản phẩm nào nha. Đầu tiên là cái sữa rửa mặt Cream Truffle Cell Repair Retinoid Foam Cleansing. Thì cái sữa rửa mặt này Duy khá là thích tại vì các hoạt động bề mặt trong này là gồm KOH và axit béo. Khi hai cái này kết hợp thì chúng sẽ tạo ra một cái dạng muối carboxylate đó. Thì cái này nó sẽ có năng tẩy rửa khá là sạch, cho nên Duy thấy là bạn nào thuộc tiếp da dầu thì nên dùng. Riêng với anh Duy là người thuộc tiếp da dầu nên rất dầu, các bạn coi thì cũng biết rồi đúng không? Nếu mà những ngày mà Duy bị đổ dầu nha, thì Duy thấy là cái sữa mặt làm sạch thật sự rất là tốt, thậm chí là kiểu kem chống nắng á. Mọi người biết là Duy không cần tẩy trang mà Duy dùng em này luôn. Duy cũng không cần phải thấy dùng thêm dầu tẩy trang hay là nước tẩy trang nữa, thì này Duy thấy là độ làm sạch của em khá là tốt. Tuy nhiên trong này thì nó cũng không có những cái thành phần kiểu làm sạch như là SLS, tức là những cái chất mà trong bề mặt mà nó dễ gây nhạy cảm hay kích thích da khiến da mình nó dễ bong chóc hay bị khô trần quá thì không có. Cho nên là cái độ làm sạch ở đây có thể là làm sạch rất là sâu, rất là tốt, nhưng mà cũng không tới mức gây trần, gây khô da quá. Trong này thì chiết xuất nấm cục truffle thì nó chiếm hơn 1%. Thật ra với sữa rửa mặt thì Duy nghĩ là nó có khả đem lại khả năng chống oxy hóa, chống lão hóa trên da, nhưng mà bởi vì hầu như nó bị rửa trôi, sữa rửa mặt nó phải rửa trôi, người sữa rửa mặt hoạt động trên da rất là nguy hiểm đúng không, cho nên hầu như nếu mà rửa trôi thì sẽ không có dưỡng được. Nhưng mà cái lúc mà mình kiểu mình cày rửa, mình chà trên da thì nó sẽ có cảm giác rất là mềm da và kiểu như là da của mình nó xốp rồi nó mềm ra để mình dễ dàng chuẩn bị những cái bước skincare tiếp theo. Cho nên với chất hoạt động bề mặt này thì các bạn cũng yên tâm đi, mà hầu như những cái sản phẩm sữa rửa mặt mà đã được tung ra thị trường thì nó đều đạt được cái ngưỡng về phần trăm cái chất hoạt động bề mặt rồi, cho nên là hầu như là nó sẽ không có gây cho da bạn nhạy cảm quá đâu. Chủ yếu là cái độ khô, cái khả năng massage của mỗi hàng thì nó sẽ có khác nhau trên da, nhưng mà hàng này thì Duy rất là ưng nha. Trên cái trải nghiệm Duy rất ưng, thứ nhất là cái khả năng tạo bọt của em là vừa phải, nói chung là bong bọt đủ cho mình làm sạch. Thường với những cái sữa rửa mặt có khả năng bong bọt như cái này chẳng hạn đi, thì Duy sẽ lên tay trước, tức là Duy sẽ massage lên tay cho nó tạo bọt rồi Duy mới apply trực tiếp lên mặt. Tại Duy thấy là với những cái sữa rửa mặt nó có khả năng tạo bọt khi mà mình apply trực tiếp lên mặt ngay từ đầu á, mình tạo massage nhiều quá thì khi mình rửa mặt thì da mình nó sẽ dễ khô hơn thôi. Cho nên là hãy tạo ra bàn tay ngọc ngà của mình trước rồi sau đó apply lên mặt, nếu được thì có thể kết hợp thêm máy rửa mặt nếu cảm thấy cần thiết. Trong sản phẩm thì cũng có betanol hay là betaine để giúp da của mình được dịu hơn sau khi rửa. Nói chung là nó không động lại trên da đâu, nó chủ yếu là cái cảm giác lúc rửa thôi. Với lại trong này nó cũng có nhiều chiết xuất thực vật đó, cho nên mùi hương nó khá là fresh. Của bản thành phần của em này thì thấy là có fragrance, cho nên một số loại da thì các bạn hãy cân nhắc khi sử dụng. Với cái Duy dùng em này thì sợ là Duy rất là ơn và Duy cũng dùng rất là nhiều trong routine của Duy, cho nên Duy rất là khuyến khích mọi người có thể cân nhắc sử dụng cái sữa rửa mặt này. Thứ nhất là giá cũng rẻ, dùng tích thì nói chung là cũng ra dung tích phổ biến thôi chứ cũng không gọi là quá bự. Cho 50ml là hầu như brand nào cũng là 120-150ml rồi, nhưng mà giá thì Duy thấy là giá bình dân, thậm chí đó với Duy là còn rẻ luôn. Và em này thì thoa lên da thì tạo bọt mịn ổn, làm sạch rất là tốt cho da dầu, thậm chí là sau khi rửa xong, nếu mà các bạn nào không biết sử dụng thêm sản phẩm gì thì các bạn hãy cân nhắc một số những sản phẩm của brand này để làm mềm hay là chống lão hóa hay là kiểu trị tham sau cái routine của mình, thì mọi người hãy cân nhắc sữa rửa mặt này nha. Thì trong nhà Lumeru này thì Duy thấy nó còn cái dòng này là cái dòng Cream Truffle Cell Repair Retinoid Essence Skin. Thì trong này nó có ghi là chứa 86% cái chiết xuất nấm truffle mà nãy Duy nói á. Thật ra 86% thì nghĩ là khá là cao luôn.
Và nếu mà các bạn dùng em này sau khi rửa mặt thì nghĩ là cấp ẩm khá là tốt nha. Thật ra nhãn hàng họ còn cái chai serum cũng có nấm truffle này, nhưng mà thật ra trên quan điểm dưỡng da của Duy á là nên tối giản thôi, tức là rửa mặt xong có thể chọn một loại này hay là này. Nếu da khô thì chọn bước kem dưỡng. Nói chung ở đây là tùy cái quan điểm sử dụng ha, nhưng mà cá nhân Duy là người hay tối giản routine, tại vì quan điểm của Duy á nhiều lớp quá thì sẽ không thấm, cho nên thường là Duy sẽ chọn một trong hai. Nhưng mà nếu bạn nào mình không biết thứ tự nào thì mọi người có thể dùng Essence trước đi, tại Duy thấy đây là một loại kết cấu mà nó mỏng nhẹ vừa phải trên da. Ok, như là ổn nhất. Ngoài ra trong sản phẩm này thì Duy thấy nó cũng có Niacinamide và Adenosine. Và Adenosine Duy chưa có rõ nồng độ, mà với Niacinamide trong này Duy thấy là nó đủ để giúp cho da của mình kiềm dầu rất là tốt. Thật ra nồng độ trong này nó cũng thấp á, cho nên các bạn da khô dùng cũng được ha, nói chung là yên tâm. Thật ra nếu mà thường dùng Essence sau một cái bước rửa mặt hay là bước làm sạch da thì chủ yếu là giúp cho da của mình cân bằng lại độ ẩm nha. Cân bằng lại độ ẩm nha, chứ không phải cân bằng độ pH nha mọi người. Cân bằng lại độ ẩm, chính xác là như vậy. Bởi vì đối với những làn da mà ẩm nhẹ mềm, tức là có độ shop, độ kiểu mềm á, thì sau khi mà mình apply xong á thì mình có thể đi một cái loại treatment rất là mạnh, ví dụ sản phẩm nền cồn hay là azelaic acid hay là một cái loại thuốc nào đó, thì da của mình nó thích nghi thích ứng rất là dễ chịu mà không có cảm giác kiểu burning hay là kiểu kích ứng hay break out đâu. Cho nên thường như hay khi mọi người nếu mà dùng treatment thì nên có một cái bước đệm, có thể là toner, essence hay xịt khoáng nào đó. Và đối với Duy thì thường với loại essence thì thường khi mà Duy dùng thì Duy sẽ bơm ra một cái bông tẩy trang để Duy lau, một phần là Duy cũng lau bớt những cái bụi bẩn maybe nó sẽ còn đọng lại ở những phần kiểu ria tóc hay là ở những cái mép khóe mũi của mình. Kết cấu này Duy thấy khá là trong suốt, thấm nhanh, kiểu không có kiểu bớt rít lắm. Nói chung các bạn yên tâm, nói chung là thấm rất nhanh, mà dù sao nó cũng là dạng liquid, dạng chất lỏng mà. Và một cái điểm khiến Duy khá là ưng nó thì nó cũng là cái essence alcohol free, fragrance free, nói chung là rất là clean luôn, rất là sạch đúng nghĩa, nói chung là an toàn cho da nhạy cảm, với da mụn luôn. Cho nên nếu bạn nào mà ở một cái độ tuổi lớn kiểu 20-25, đối với Duy 20 là cũng là lão hóa rồi đó, nhưng mà ok, có một số bạn sẽ là 25-30 gì đó mà lão hóa, thì các bạn nên bổ sung những cái sản phẩm mà có nhiều cái chất chống oxy hóa. Thì riêng với này có nấm truffle và niacin mai cũng như Adenosine là Duy thấy rất là phù hợp để mình có thể chống lão hóa một bước cơ bản rồi. Và hồi nãy Duy cũng có đề cập cái em Cream Triple Cell Repair Retinol Serum này của nhà La Mer rồi, thì đối với Duy thì đây là một cái serum thật sự rất là đáng để mua. Đầu tiên Duy phải nói là em này là một em thật sự rất là an toàn da nhạy cảm, alcohol free, fragrance free, tức là rất là phù hợp với da nhạy cảm luôn nha. Trong này nếu mà nói về active chính trong này thì có là 1% nấm truffle, thì nó có khả năng giống như nó là đem lại cái khả năng chống oxy hóa, ngăn chặn mất gốc tự do, tương tự với vitamin C luôn, mà kiểu rất là lành tính. Hầu như khi các bạn sử dụng vitamin C các bạn còn dễ bị kích ứng bởi vì những sản phẩm đó thường độ pH rất là thấp, nhưng mà tuy nhiên với dạng nấm truffle này thì không. Trong này thì nó có niacinamide dao động từ 2-4%, rất phù hợp da dầu, kháng viêm, trị thâm đỏ hay là những cái tình trạng sạm màu hay là kiểu thâm sau mụn là rất phù hợp luôn. Trong serum này Duy thấy nó cũng vừa có HA vừa có B5, tức là vừa giúp dưỡng ẩm mà còn vừa giúp phục hồi da nữa. Rồi cộng thêm cái nấm truffle niacinamide, thật sự đây là một cái combo thật sự quá là lành tính trên da luôn. À, sản phẩm này nếu lần đầu dùng thì Duy nghĩ là mọi người sẽ tưởng nó là dạng kem trắng trắng, nhưng không, nó là dạng gel serum. Trời, cái kết cấu gel nó thích lắm. Đó, mọi người thấy không? Trời, Duy ở đây Duy trong người coi cái clip apply trên mặt là nhìn đúng mê luôn. Bởi vì không những lành tính mà còn có nồng độ niacinamide cũng như là nấm truffle rất là rõ ràng, rất là cụ thể và nằm rất là cao, tức là chiếm cái nồng độ khá là cao mà mình có thể dễ dàng là thấy hiệu quả trong 3-4 tuần. Thật ra nếu có một cái điểm nào đó Duy nghĩ mọi người phải cân nhắc thì trong em này thì nó có bạc hà, một số làn da thô thì maybe sẽ có nhắc the, thì cái này mọi người nên cân nhắc ha. Và cái như dùng thì Duy thấy là em này đối với một làn da dầu apply xong là đi ngủ luôn á, không chỉ là không có cần essence hay là kem dưỡng nữa. Đây trên quan điểm của Duy nha, còn có một số bạn sẽ dùng thêm mặt nạ hay là kiểu toner acid hay là một cái treatment nào đó thì thấy vẫn ok. Nhưng mà cơ bản thì em serum này nó rất là ok, mà các bạn nào mà kiểu da đang treatment thì Duy nghĩ là vẫn có thể sử dụng em serum này như một bước lót trước khi dùng active mạnh, hoặc là một bước dưỡng ẩm sau khi dùng những cái active mạnh. Nói chung là trước sau gì đó thì tùy theo cái độ lỏng của sản phẩm thôi. Và Duy biết rằng những bạn da khô cũng sẽ rất quan tâm khi mà coi tới đoạn này, là các bạn sẽ da khô thì em nên apply cái bước nào. Hay là với da khô hoặc là lúc mà sẽ mặt xong thì hầu như Duy hay dùng nhãn gel xong là khá ok rồi, nhưng mà với làn da nào khô nó rất khô kiểu mà bong chóc luôn á thì Duy nghĩ là mọi người hãy cân nhắc sử dụng thêm mặt nạ kem dưỡng. Thì đây là một cái mặt nạ dịu da khá là tốt, nó cũng đạt một cái tiêu chuẩn khá là clean với Duy là alcohol free, fragrance free, tức là rất là an toàn cho da nhạy cảm, không cồn, không liệu. Cho bản phần này thì Duy thấy là đứng đầu của nó là niacinamide, cho nên chắc chắn nó sẽ có khả năng làm dịu da rất tốt. Giả sử mà các bạn sau khi nặng mụn nè, hay là bị kích ứng, hay là kiểu bị break out một cái mỹ phẩm lạ, hay một cái loại thuốc nào đó mạnh á, thì mọi người có thể đắp em này 3-4 ngày để làm dịu da, mà thậm chí không cần thoa em gì phía sau. Cho bản phần này Duy thấy nó cũng có B5 glycerin giúp dịu ngậm da khá là tốt. Và nấm truffle trong này thì nó có 0.5% nấm truffle dạng đen và dạng trắng luôn, nên là cộng lại 1%, cho nên là cái khả năng chống oxy hóa của nó rất là tốt. Thật ra là Duy là một người, phải nói mọi người là Duy thú thật, Duy là người ít dùng mặt nạ. Ở đây bạn nào coi Duy lâu thì cũng biết, nhưng mà để cho Duy dùng thì Duy nghĩ là serum này, tại vì đơn giản nó lành tính, nó alcohol free, Duy rất là thích những cái sản phẩm mà lành tính. Nói chung đó là cái
tiêu chí của kênh Duy trước giờ rồi, cho nên bạn nào coi tới đây thì có thể là các bạn sẽ thấy khá là quen thuộc. Nói chung các bạn cũng không cảm thấy Duy thường Duy khuyến cáo người ta như vậy, tại vì đó là cái quan điểm, niềm tin và cuộc sống trong dưỡng da của Duy, nó mới khiến cho Duy có làn da căng bóng như giờ. Với lại là thỉnh thoảng mặc dù là không dùng mặt nạ, nhưng mà giả sử có những ngày kiểu đi quay ngoài phải cấp ẩm để trước khi make up á, thì Duy cũng sẽ ưu tiên những cái mặt nạ lành tính như thế này. Cái hộp mặt nạ này Duy thấy cũng rẻ mà lên tới 10 miếng anh của Henry and Free không cột không liệu, rất là lành tính luôn. Nói chung có thể là Duy đã từng review nhiều loại mặt nạ rồi, nhưng mà chắc chắn đây sẽ là mặt nạ mà Duy sẽ đề cập lại khá là nhiều, tại vì thật sự nó rất là lành tính luôn á, kiểu bản thành phẩm nó là không có một cái điểm nào đó mà Duy có thể chê được luôn á. Và cuối cùng là một cái em kem dưỡng. Em này á thì Duy cũng phải thú thật với mọi người một điểm á, là Duy không có dùng nhiều, tại vì Duy cảm giác là da Duy sau khi apply cái essence và serum kia là Duy đã đạt tới cái ngưỡng cái làn da của mình nó đã căng bóng và nó rất là ổn rồi. Tại vì da Duy thì không có khô, mọi người biết mà đúng không, cũng không có bong chóc gì nhiều như ngày xưa nữa, cho nên là thường là Duy sẽ dừng lại bước essence hoặc là serum hoặc là bước mặt nạ thôi. Tuy nhiên ở đây thì Duy sẽ khuyến cáo đối với các bạn da khô thì các bạn có thể cân nhắc em kem dưỡng này. Thì các bạn rửa mặt xong các bạn có thể chọn một á là essence nè, hai là chọn cái serum này và tiếp theo là kem dưỡng thôi. Còn bạn nào mà Duy thấy là ba bước là lúc nó còn kiểu hơi ô dề xíu đó, ở đây là trên quan điểm của Duy nha. Nhưng mà thật ra thì skincare thì đúng là mỗi người mỗi cảnh, mỗi da mỗi cảnh, có những người người ta vẫn dùng 4-5 bước người ta mới thấy đẹp được, còn Duy thì Duy thường kiểu tối ưu 1-2 bước thôi. Riêng Duy thì Duy sẽ ưu tiên kiểu một là essence với này hoặc là em này với em này thôi đó. Kiểu Duy là thuộc tiếp người tối giản nhất có thể, mà nói chung là tập trung cho sản phẩm nó thấm trên da trước. Thì trong cái kem dưỡng này Duy thấy nó có niacinamide nào rất là cao luôn, cho nên là nó phù hợp với những bạn nào muốn làm dịu da. Trong này Duy thấy là nó có 1% B5, trời ơi, có cụ thể 1% B5 nha, cho nên là khả năng dịu da tốt nè. Rồi có 2% betaine thì giúp chống oxy hóa và làm điều màu da rất là tốt. Trong này thì có một cái chiết xuất mà Duy đánh giá cao là chiết xuất nấm men lên tới 1% lận, cho nên có khả năng làm sáng da, làm điều màu khá là tốt. Thì đó là nhìn chung về bể thành phần thôi. Trên còn trên trải nghiệm của Duy thì đầu tiên là bởi vì em này nó cũng là một sản phẩm clean, tức là cũng không còn nguyên liệu luôn, cho nên Duy thấy là mọi loại da có cân nhắc, đặc biệt là da có mụn thậm chí là da nhạy cảm. Kết cấu của em này thì Duy thấy là nó là dạng silicone cream, thì tại công thức của nó như vậy mà. Ra với công thức này thì Duy thấy nó chỉ phù hợp cho những làn da khô đến rất khô thôi, còn mà làm khô bong chóc nhiều thì Duy nghĩ là được thì nên thoa thành hai lớp. Ở đây là cái tiếc của Duy thôi nha, chứ Duy cũng khuyến cáo là mọi người cũng nên hạn chế thoa dài quá, nhưng mà bởi vì cái nền này thì Duy thấy là nó là dạng gel silicone cream, kiểu nó không hẳn là kem nhưng mà nó cũng không hẳn là cái nền gel silicon mỏng nhẹ như những cái kem dưỡng silicon khác thị trường, mà nó ở giữa đó, cho nên là cái khả năng cấp ẩm cho nó thì Duy thấy là đạt ở mức ổn, tức là tối ưu tầm khoảng 8/10. Nếu mà muốn kết hợp ok thì phải nên có thêm serum essence ở phía trước, thì làn da khô đến khô hay là bong chóc tới cỡ nào nó cũng chịu đựng được. Tại vì biết là không phải bạn nào cũng sẽ có điều kiện để mua hai ba sản phẩm cùng lúc, cho nên nếu giả sử muốn mua một sản phẩm như thế này á thì Duy nghĩ là sau khi rửa mặt xong thì chỉ khoa apply hai lớp cho Duy. Lớp đầu mình apply một lớp mỏng thôi, da cho mình nó mềm nó shop ở trước, sau đó mình apply cái lớp thứ hai mình apply dày lên. Và tóm lại trong clip này thì Duy nói tới tổng cộng là 5 sản phẩm, trong đó sữa rửa mặt thì cái này thì Duy nghĩ là mọi người nên thử nếu các bạn nào lần đầu tiên skincare mà chưa biết một cái sữa rửa mặt lành tính đó, thì phải cân nhắc hôm nay. Ok, vậy là clip Duy hết rồi, thấy hay đừng quên chia một like, subscribe trên kênh YouTube của Duy và đừng quên theo dõi Duy thông qua social media, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, hoặc tại kho Duy and Silicon Forever. Bye guys.